Cô nữ Nguyễn nè, ở bên Mỹ, con gửi cho con là 3 triệu thì chú mới đăng cái clip bên đó. Dạ. Thấy thương tụi con quá, gửi cho con là 3 triệu ha, để con học hành. Dạ. Đó. 3 triệu con đếm rồi, cầm đếm lớn lên coi. Cảm ơn cô đi con đếm đi. Dạ 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu. Con cảm ơn cô nữ Nguyễn đi. Dạ con cảm ơn cô nữ Nguyễn rất nhiều vì đã cho tiền hai anh em con ăn học. Con hứa con sẽ học thật giỏi để không phụ lòng của cô ạ. Con cảm ơn cô rất nhiều và con chúc cô thật nhiều sức khỏe. Rồi tới rồi giấc này mua tôm gì đồ ăn nồi xong nha mọi người. Cho hai đứa nó luộc tôm cái rồi cái dưới mùa dịch đó cho nó ăn. Tôm nè. Tôm này chút muốn luộc nước lạnh hay vậy? Phải luộc nước lạnh chứ có nước dừa gì đâu. Nói gì? Rồi đó giờ con có làm tôm bao giờ chưa? Dạ. Con có làm tôm gì bao giờ chưa? Dạ, lúc mẹ còn sống con có làm với mẹ rồi. Cô giờ đưa chú gắn hết vô. Con rửa sạch cái cũng được rồi. Dạ. Rửa sạch hả? Kiểm tra thì con luôn. Tôm này kêu tôm thẻ. Được rồi đó con ơi, con rửa con ấy không bỏ vô đi chứ nó không có gì đâu mà chưa. Dạo dạo. Ừ. Chợ quê không có bán tôm sống. Rồi. Bên nuôi mình. Hôm nay cho hai đứa cháu nó ăn ngon nha mọi người. Nó ăn tôm mà với vịt hả ông Nguyễn? Với gì nữa? Chế tỏi nó không có chế tỏi đâu. Hôm bữa. Đó. Múc bơm đi nhớ. Bơm. Nước ít thôi nghe con. Dạ. Đâu? Nước nhiều lắm rồi. Đổ cái bớt miếng đi. Từ cái bò nước đi, đừng có con nước từ đằng con ra nước hả? Đổ rồi, một tí nước đi con. Ít thôi con. Con nước ra nước. Không cần nước nhiều. Rồi, đi đây rồi. Xếp nữa. Xếp nữa, đưa vô rồi. Con để vô miếng bột ngọt với miếng muối. Rồi con để vô miếng bột ngọt với miếng muối. Rồi. Đây cơm nha mọi người ơi. Ngọt để muối vô. Để nắp đi rồi lấy dĩa đâu ra. Rồi vũ vũ cho nó khô nước nữa đây. Cái đồ vật dụng trong bếp này thấy hai anh em đó mà vậy mà thấy gọn gàng quá ha. Lấy chén cái dĩa đầu ra. Có cái mùng chụp vô đó kìa. Dĩa là biết con làm gì không? Là để dịch vô đó. Dư cút. Lấy hai cái đi, hai cái dĩa ra. Hai cái. Cái đầu lòng. Đầu lòng nữa hả? Hai cái. Rồi con đem răng để vô. Có cũng miếng lòng quá. Mua đầu lòng về. Rồi con dọn ra đi. Cắt trái cây ra con. Trời ơi. Ngon rồi ha. Quá ngon rồi, ngồi ơi. Ngon quá nha. Dạ. Quá dữ rồi. Đây là đây. Đây.
gì sớt gì vậy ta? Mèo nghe mùi rồi đó. Cái này gấp nè. Lòng mê. Bốc khói luôn ha. Khói luôn nghe. Còn nóng hổi ha. Ừ. Ở chợ quê có bán có nhiều rồi, không bán gì hết trơn. Quá tuyệt vời rồi. Lau chưa con lau mấy cái này vậy? Dạ. Mấy cái rồi, con gái thì lấy bún ra. Bún ra đây con. Con kiếm cái gì? Con ấy đây, con gỗ nè. Con này nè. Lấy gỗ úp nó lại. Úp con mèo lại. Mèo nó xử. Quậy quá, quậy rồi mèo ơi. Con lấy kéo á. Con cắt ra. Rửa tay sạch rồi con lấy kéo cắt ra. Con kéo thì dao cũng được. Yeah, chôm chôm. Chôm này chắc để anh bằng hờ cúng cho mẹ nó đi. Rồi con chia ra, con bỏ ra hai dĩa. Một cái dĩa mà vừa thôi. Dĩa nhỏ rồi con, dĩa bự để bún. Dạ. Mình lấy cái dĩa này nha chứ. Ừ. Gấp chia ra gì đó, rồi nữa con lấy mề nè, con gấp chan chan ra hai dĩa. Dạ. Chia ra đều đều. Cắt bún nha, cắt bún để đó. Đùi bự dữ ha. Đó, ha. Đùi đó chắc đùi cỡ đùi ai chạy. Đúng rồi, cứ cắt là vậy đấy. Đúng rồi. À, có cả cái mì nữa. Con cắt làm sao cho nó mình gấp đũa nó không có chia ra bên này nữa này con. Dạ. Đó, cái này nữa. Chia ra vậy đó con. Nhỏ cái nữa luôn ha. Rồi hai lượt nữa. Hai đứa con bữa nay thấy làm sao? Hả? Vui không? Mừng không? Cái nước nó đựng đổ nha, để dành lát mình chấm bún là mình xong mình cho chó ha. Dạ. Vui. Sao nói Quân? Dạ vui. Vui lắm hả? Dạ. Từ ấy giờ con có ăn ngon gì không? Dạ không. Không có ăn với chú Nguyễn với lâu rồi. Với mấy bạn nhỏ. Mấy ngày tầm nay rồi. Rau kìa con. Mấy cái bó rau. Ừ. Con nước chấm á, bỏ ra chém. Con phải lấy cái dĩa nữa, con để rau mới vừa. Hai chị em trúng máy. Giống bên này giống ăn tiệc quá ta. Vui không con? Từ khi ba mẹ mất nên con là ngày vui đúng không? Cô có chú tới nhỉ? Nên bớt khóc lại nha. Học bài cho giỏi. Rau thơm. Con mèo kêu. Mừng không Hảo? Cũng để rau ra. Với ấy đó còn cắt mấy cái trái chuối đó. Nó cứ để dài ra không sao đâu. Chú ấy lát lấy cái con dao sắt ra. Bây giờ mấy cái bịch đó còn có bịch chén. Ở đâu người ta cũng chè nó thẳng cho mình. Đúng rồi, chén thì chén nhỏ đó. Ừ, lấy 2-3 cái chén nhỏ ra. Chén con đang cầm cũng được. Chén con cũng được. Bánh mì chôm chôm. Này nữa là chôm chôm mà đem lên bàn cúng mọi người. Chôm cúng mẹ ha. Dạ. Tại vì làm cúng khách là toàn là cúng chay không à. Bánh mì nữa kìa con. Anh cho tụi con ăn tiệc linh đình đấy. Mít của anh hết pin hay vậy? Chết chết hả? Chết chết. Cho con rồi con mà. Con ớt tươi là con làm muối đi. Con đâm chén muối ớt chanh. Ừ,
Chứ làm kiến nước tương nữa. Để chấm. Ừ, chấm. Đường ngọt rồi vô nước tương á. Làm kiến nước tương. Chan bún rồi. Đó, này dọn ra mọi người, mâm xịn xọn ha, còn tôm nữa nha. Còn tôm, nồi nữa nha. Nồi tôm nữa. Ngay cho hai bé nó hoạch tráng nữa ha mọi người. Cô ơi, cho cô hỏi mấy giờ cô? Làm gì con? Ôi ơi, quá trời xịn xọn rồi mọi người ơi. Hôm nay cho hai đứa ăn hoành tráng luôn nha. Ngon luôn. Ơi, cái dĩa tôm nó đỏ chạch luôn ông nội ơi. Tôm mặn nha. Quá trời dĩa tôm bự ngon nha mọi người. Đây thêm cái chén muối ớt nè. Quá trời chén muối ớt rồi. Chén muối ớt đỏ dề luôn không? Ai đâm dữ hằng hả? Tôm. Tôm bánh mì. Đó, dĩa tôm chà bá. Thêm một bọc bánh mì nữa nha mọi người. Gầu gầm, bún thì hai đứa nó hèm đó. Thì mua cho nó ăn cho nó đỡ hèm. Một bàn xịn xọn. Hai anh em ở tâm gì vậy? Thì sắp trái cây để bằng thờ mẹ nè. Sắp rồi để lên cúng một con đúc nhang luôn nha. Dạ. Nói bữa nay là có mấy chú tới quay phim mua đồ cúng cho mẹ nè, với mua đồ cho con ăn, nghe không? Dạ. Mẹ với ba. Ba mẹ. Rồi giấy đi, giấy lớn lên. Cho ông bà của chú người ta nghe, với ông bà Mạnh Quân rồi người ta giúp đỡ con nó, phù hộ cho người ta. Dạ con giấy là mẹ với ba con phù hộ cho ông bà cô chú với mấy chú là thật nhiều sức khỏe để đi quay nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn của con. Chế độ cho ngoại con sống với tụi con. Rồi giấc này hai cháu nó dọn chén rồi để ăn đây nghe mọi người ơi. Đó. Thì lâu lắm rồi là hai cháu nó không có được ăn ngon nha. Bữa nay mới được ăn ngon nè. Trời ơi con mèo con cho nó miếng gì nữa đừng kêu ấy. Kiếm đồ con lấy cái lại đi. Lấy cái hộp nó còn nước đó, còn đổ vô mấy cái hạt này nè con. Con đốt con bèo lại đi. Rồi trước mâm cơm mấy chú cho con ăn đây ha. Dạ. Thì có một cô nữ Nguyễn nè, ở bên Mỹ. Con gửi cho con là 3 triệu thì chú mới đăng cái clip lên đó. Dạ. Thấy hương tụi con quá gửi cho con là 3 triệu ha. Để con học hành. Dạ. Đó. 3 triệu con đếm rồi, cầm đếm lớn lên coi. Cảm ơn cô đi con. Con đếm đi. Dạ 1 triệu. À. 2 triệu, 3 triệu. À, con cảm ơn cô nữ Nguyễn đi. Dạ con cảm ơn cô nữ Nguyễn rất nhiều vì đã cho tiền hai anh em con ăn học. Con hứa con sẽ học thật giỏi để không phụ lòng của cô ạ. À. Con cảm ơn cô rất nhiều và con chúc cô thật nhiều sức khỏe. À. Rồi tới Hảo. Con cảm ơn cô nữ Nguyễn đã cho tiền hai anh em con ăn học. Con cảm ơn cô rất nhiều. Chúc cô thật nhiều sức khỏe, may mắn cho con. Rồi bây giờ hai con cắt tiền đi để ăn đây nữa. Cái chị gái đổi tên để 500 cho hai đứa đi học. Con cảm ơn cô đã gửi 500 cho hai em Quỳnh Hào. Con cảm ơn cô rất nhiều ạ. Con chúc cô thật nhiều sức khỏe. Rồi ăn đi. Cô giáo tên đã cho hai em con tiền
Rồi tắt tiền nó đi con. Con nhớ, con nhốt đi, nhốt con nhờ lại đi. Con giữ nó đi. Con nhốt nó mới đi ra anh. Con úp nó xuống rồi. Con ăn đi. Đó, đồ ăn nhóc hết trơn đó. Ăn đi tự chú. Nhiên ăn đi. Đó, mời ông bà cô chú ăn sao? Con mời ông bà cô chú ăn chung với tụi con. Ừ. Rồi ăn đi, anh em ăn cái gì gấp cái đó. Tự nhiên. Con gấp cho em nữa. Thích ăn tôm phải không? Đó, phải ăn tôm liền ha. Chán giờ rồi. Trời mâm tôm nè. Phải có ngoại nhà cho ngoại ăn luôn. Cái tay lột ra con ạ. Cái tay lột đi rồi chút rửa tay. Chấm muối tiêu. Muối ớt. Rồi ăn đi con. Đã ha. Ngon không? Dạ ngon. Ừ, lột ăn nữa đi. Ăn nhiều vô. Ăn nhiều vô. Rất là nhiều, ăn nhiều tôm vô chưa có nó chất. Các con là Thảo sao Thảo? Ngon không? Ừ, ngon, ăn nhiều vô nha. Chấm muối đồ ăn vô. Chấm muối ạ. À? Thế con chấm nước tương đi. Gót cái nước tương đi con, chấm nước tương. Con ăn cay được rồi, nước tương. Ờ, chấm nước tương. Ăn thì ăn được, em ăn thì được. Sao Quân? Tin Quân không? Quân. Quân ăn giỏi lên cho bà cô chú thấy. Quân ăn mạnh nha con. Thấy thèm rồi đó. Cảm giác làm sao? Đã không? Dạ đã. Cay không? Dạ cay. Mặn không? Hay không mặn hả? Con thèm tôm ăn nhiều vô coi. Ừ. Ăn nhiều vô. Thảo này ăn mạnh dạn vô coi. Gấp vài con bỏ vô chén, đầy chén đi, ăn hết rồi gấp tiếp. Dạ. Ăn thật nhiều để mình có sức. Con ăn được như vậy, ba mẹ ăn bù lại. Sáng là ăn khô quẹt rồi đó. Bây giờ là ăn bù lại nè. Kho quẹt hoài rồi, nay có tôm rồi, anh phải ăn nhiều hơn tôm, gà. Mưa toàn là mưa hướng này qua không, ông nội ơi. Mưa hồi có khi nào bay cái nhà này không Quân? Gió quá, gió nhà giữa. Ăn tôm nhiều hơn, tôm nó chất canxi á. Nhà này nằm trong đây là không có cây cối gì đó, gió mạnh là nó sẽ bay á. Rồi con gấp mề, gấp thịt rồi vô ăn quá trời, còn nhiều rồi kìa. Con gái ăn làm như hơi yếu con trai ha. Lớn rồi. Lắm lớn nha mọi người. Là để cái cối nó chặn hay vậy con? Có không? Dạ. Ở bốn cây cột có bốn tượng dây chuyền nha. Bốn đốt đốt cái chặn nó sợ hay một lần. Ngon không Thảo? Nó phái tôm á, ừ, dưới này nó hèm tôm á. Thế là khi nào mà mua được tôm này? Bao lâu à mới ăn được tôm Quân? Lúc mẹ con chưa nhập viện mấy chút. Lúc mẹ chưa nhập viện? Dạ. Giờ năm mấy giờ? Đó. Chỗ đó. Ở đó hả? Dạ. Ở
con? Dạ. Cúng đủ 3 tháng 10 ngày, 100 ngày hay là một lát năm mới nghỉ cúng. Mưa quá mưa mọi người ơi. Mưa lắm lớn rồi. Quay mà mưa ào ào tạt vô tới đích luôn à. Rồi thấy vườn ăn ngon quá ta. Ừ, phán thơm á. Còn Thảo thì ăn mặn luôn, tại vì nữ á. Nữ thì ăn đậm hơn. Ừ, đậm hơn. Đó, hai đứa ăn ngon lành mọi người. Đó. Mưa quá rồi con ơi, hai con ăn đi ha. Dạ. Rồi chào ông giả đi ha con ơi. Dạ, con chào ông bà cô chú. Chúc sao? Con chúc ông bà cô chú thật nhiều sức khỏe và nhiều may mắn trong cuộc sống nè. Ừ, con Thảo. Ừ.